này nắng đẹp. Bên này bà con đã cấy xong hết rồi. Đây, bên này nhà sàn này các bạn này. Đấy. Hôm nay mình đi là sử dụng cái phần chống rung cổ tay. Đây bên này gặp chú Điện đây. Ê, khỏe không nhà này? Đây, anh em ở nhà cậu ở đây đang đi nương các bác đây. Thanh niên Điện hồi trước đi hello mấy bạn nhỏ. Yeah, có bạn khỉ thanh niên khỉ nhỏ kìa. Đây. À thanh niên khỉ đang chạy kìa các bạn kìa. Đấy. Ai xa. Thanh niên khỉ này ở trên rừng xuống đây các bạn ạ. Đây này. Ô thanh niên khỉ đi đâu rồi? Đuổi theo sao thanh niên khỉ? À chó để đấy. Ô đi vào nghịch chó rồi. À đây ăn tí chó. Thành niên khỉ. Ai da. Đấy cho nó quả chuối này. Ở bao hoa cối ngà. Ai da đấy. Các bạn xem thanh niên khỉ này. Về nịnh ăn tí chó mẹ này. Đừng vào. Đi lấy chuối về để dụ. Chuối về đây. Để dụ thanh niên khỉ xuống đây. Khỉ ơi. Tên nó là gì nhỉ? Để ấy thôi, để bạn kia đi lấy quả chuối này. Giờ nó nằm nó nấp đi. Để nấp mình kìa. Không phải nấp đâu. Xin chào. Xin chào. Đấy. Tích. Đưa cho nó. Đây chuối này. Nó tự xuống này. Đây chuối đây. Tích. Này. À ăn đủ à, nào nào. Ai da. Đây này. Anh bỏ xuống đây. Giờ rơi cho xem con về lấy không. Thanh niên này nghịch thế nhở. Mình quen nhau thôi mà. Em tuổi thân đây này, tuổi khí này. Cái gì đây? Gái cái gì đây, gái đây đây. Con chó thích nhỉ. Con chó nó lại thích con khỉ. Nó còn bế con chó con này vứt xuống ao đi. Thế á? Thanh niên này nghịch ngợm. Gái cái gì? Thanh niên này nghịch. Anh Tùng cho lừa cho quả chuối thế nào. Đây lấy chuối đi. Này. Đang có mướt thấy cái gì ấy. Đây. Quả chuối đây. Ý. Ê à. Con này con bé chưa to đâu. Lấy con chó ngâm nước. Mang cái con đi ngâm nước à? Bây giờ nó là anh rồi. Không ăn à? Chát à? À ăn ti kìa, anh ăn ti kìa. Ây à, anh ăn ti chó kìa. Ôi dồi. Thanh niên này vật ăn ti chó này. Ăn ti chó này. Ăn ti chó này xấu hổ chưa? Khéo cái này có cái gì anh ăn hết rồi chứ, ti con chó này. Ôi giời, chui vào trong rồi. Ôi giời, bạn khỉ xấu hổ chưa, ăn ti chó mẹ rồi. Bạn khỉ con này.
hết cả chuối cho bạn khỉ này. Đây. Bạn nó thích mút cơ. Thích mút. Đấy, gần tay gần nghịch kìa. Úi giời. Ra đây nào. Ngược nhiều con chó nó cũng hiền nhỉ. Đấy, cầm quả chuối ra xem mà. Ôi giời, ngậm ti cả chuối mà không thèm nữa này. Đấy, video tay góc 4.0 là nét hơn đấy. Mân ti, mân gì đâu. Đây, bạn khỉ tranh ăn hết ti của mấy bạn cháu con này rồi đây. Đây. Ra đây, ra đây. Nó cho mình cầm không nhỉ? Có. Vuốt, vuốt đầu nó phát thế nào. Vuốt đầu anh như nào. Ôi giời, đang mân ti kìa. Nào, chơi nào. Người lạ đấy. Ném đấy, ném đấy. Anh Tùng cho con, cho con vào xem nào. Cho con, cho con vào để thì con chó cho mẹ nó ấy. Thế mình cho cái coca này. Thanh niên ngậm ti như đúng rồi. Đây à, đây à. Đây cho này. Cho này. Uống bia đi, uống bia đi. Uống bia đi. Thế bắt tay. Bắt tay nào. Bắt tay cái xem nào. Bắt tay. Thanh niên này. Bắt tay nào. Thanh niên đang bú ti chó. Alo. Nghịch kìa. Đưa nào, đưa chuối đây. Không ăn ti thì giả chuối đi. Cầm tay thì thế nào, anh Tùng cầm tay nào. Bắt tay bạn thì thế nào, bắt tay bạn thì thế nào. Bắt tay bạn khỉ nào. Đấy, đấy, đấy. Đừng có chạy. Gãi mông rồi. Gãi cái gì mà gãi. Gọi ra đây chơi đi. Đây chơi đi. Chỉ qua. Đây chơi đi. Đây đây. Đây đây. Đang mải ăn ti rồi. Đây. Nó không cho sờ đầu nữa đâu. Sờ lưng thì được, sờ lưng thì được. À, gãi đầu. Ây da. Giận rồi, giận rồi. Ra đây. Giận rồi, dối rồi, dối rồi. Ra đây. Mày đang nhìn cái gì ở trong. Khoái khẩu vẫn là ti thôi. Khoái khẩu vẫn là ti hả? Đấy. Đấy. Ấy, ấy. Thích chưa kìa. Ốc, 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 ốc kìa đấy. Ui giời ơi, vật ăn ti chó mẹ kìa. Xấu chưa? Ui xấu chưa? Có gì nó không mà mút. Cướp hết ti của mấy bạn chó con này đây này, bạn này. Mấy bạn chó con này đang đói ở đây. Thanh niên khỉ. Ấy xin chào ơi em à. Đi rồi, đi rồi. Sự khỉ này sang gây sự với chó hàng xóm rồi. Tức ấy, tức ấy. Bị đuổi tức rồi. Lúc nào tức mặt nó đỏ tươi. Thanh niên đang ăn chuối.
Thanh niên khỉ. Ây à, ây à, ây à. Vừa ăn vừa nhảy cơ à? Đây nào. Nhảy à, thích còn nhảy nữa kìa. Ăn no xong đi chơi tiếp. Ôi giời. Nghỉ cơm, cây chuối, cái lá non này nó sẽ tiếp rồi đấy. Ôi nhảy kìa. Nó còn trèo lên, nó cong xuống gãy mấy cây rồi. Ôi giời, rơi rồi, rơi rồi, chuối rơi rồi. Xuống nhặt đi. Lấy chân nhặt à, lấy tay. Đi chơi. Nghịch thế nhỉ, ôi giời ơi. À, chỗ đấy là chỗ đẹp nhất đấy. Đấy nhảy à, sướng kìa. Sướng không? Cái nhảy rồi đây này, đây điện đứt hết rồi. Đừng có làm rơi. Đấy bụi cứng ấy, bụi cứng ấy. Thiếu nhi thôi nhờ thanh niên ơi. Ê ê ê, định cướp điện thoại anh à hả? Định cướp điện thoại anh à hả thanh niên này? Định cướp điện thoại mình đấy. Đấy à, chỗ đấy ngồi mới đẹp kìa. Ngồi đẹp đấy nhỉ. Định cướp điện thoại anh à? Ấy da. Thanh niên này. Nhào lộ thang. Lạ thật. Đúng rồi, không biết mình lạ, nó không cho mình sờ đâu. Chú thì nó theo mà. Chú thì nó lại. Này, lấy điện thoại này. Đúng rồi, cho điện thoại này. Này. Đây. Mở, mở tivi cho xem thế giới động vật đi. Đúng rồi. Mở đi. Đấy, định cướp điện thoại anh đấy. Nhanh lắm. Nhanh ấy. Mở để đấy, tôi mở thế giới động vật cho xem nhá. Nào. Đấy, thanh niên này định nhảy lên mái nhà đấy. Ôi trời, nghịch mũi à. Ôi, tay bẩn bỏ cha đi. Tay bẩn lắm. Đấy, lên vai đi, lên vai người lạ nhá. Lên vai người lạ nào. Có lên đâu, không lên đâu. Ôi giời, nghịch. Ôi giời ơi. Con chó để ấy. Có ngày nó lấy mình ngâm nước ấy, con chó con ấy mà nó đánh cả chó anh đi cả. Ấy à, ấy à, ấy à. Con chó thì cắn đồ nó cắn. À, chú Hiền. Chú Hiền mà cả ba con kìa. Chân kìa, cắn gặp chân kìa. Chó anh còn phải nhường cái này, đấy. Tí cho anh cáu bây giờ. Như kiểu mút tí. Nhặt được cái gì ăn đấy kia? Thanh niên này vẫn muốn điện thoại mình ấy. Đây, về đây anh lấy điện thoại cho này. Vừa rồi đó, tí nó gấp điện thoại thoại. Đây, ăn cái gì ấy nhở? Thanh niên này. À, biết chỗ bẩn nhảy qua đấy, thanh niên này. Thôi, lại vào bú ti chó mẹ rồi. Thôi,